Ok. Hello mọi người, mình là Ti Ha Nguyễn và đây là video đầu tiên trên cái kênh mới của mình. Trước đây nếu như bạn nào đã theo dõi mình ấy thì các bạn ấy sẽ biết. Ví dụ bây giờ các bạn lên YouTube các bạn gọi cho mình là Ti Ha Nguyễn ấy thì đây là cái kênh kênh trước đây của mình nhá. Thì mình chia sẻ những cái vấn đề về khá là nhiều về lĩnh vực về digital marketing, về SEO, về MMO hay là những cái thủ thuật có ích cho mọi người. Thì cái kênh cũ này này thì mình sẽ vẫn để lại và mình sẽ chia sẻ những cái thủ thuật cho mọi người. Nhưng còn cái kênh mới này ấy thì mình sẽ tập trung đúng vào cái lĩnh vực của mình hơn. Và nếu như bạn là người người đã từng xem những cái video trên kênh của mình rồi ấy thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái nội dung mà đúng với cái sự quan tâm của các bạn hơn ha. Còn còn cái kênh cũ ấy thì có lẽ là mình sẽ ẩn những cái nội dung liên quan mà trước đây mà được rất là nhiều người quan tâm đó, về Facebook Ads, về Google Ads hay là về làm SEO ấy đó. Thì nội dung của video đầu tiên này thì có lẽ mình sẽ dành cho cái vấn đề đó là xét duyệt quảng cáo Facebook nhanh. Thì nếu như bạn lên YouTube bạn gọi cho mình là xét duyệt quảng cáo Facebook nhanh ấy thì các bạn sẽ thấy được là cái video của mình, đúng không ạ? Thì cái video này á, đây để mình mở lên cho các bạn nhé. Rồi, cái video này thì mình có để cái đường dẫn xét duyệt nhanh ở đây này, nhưng mà cái đường dẫn này á nó đã gọi là Facebook nó đã fit cái đường link này rồi. Ví dụ như bạn này bạn bảo là tra không khả dụng này, đúng không ạ? Thì các bạn ấy sẽ nhắn tin fanpage và mình sẽ gửi cho bạn các bạn ấy một cái đường link mới, đúng không ạ? Rồi các bạn ấy sẽ gửi một cái và mình sẽ gửi cho các bạn ấy một cái đường link mới. Thì cái đường link mới á đây này. Rồi, cái đường link mới là cái đường link này nha. Và về cái bản chất của cái đường link này á là nó sẽ kháng cáo những cái quảng cáo bị từ chối, có nghĩa là mình không đồng ý với quyết định ấy. Đó. Thì nhưng mà mình sử dụng cái đường link này để mình gửi yêu cầu xét duyệt quảng cáo nó nhanh hơn vẫn được, vẫn thành công. Tuy nhiên là bây giờ đường link này đã hoàn toàn không thể xét duyệt cái vấn đề đó là quảng cáo nhanh được nữa. Đó. Đúng không ạ? Thì các bạn phải sử dụng một cái cách khác. Thì cái cách đó ấy, các bạn không cần phải sử dụng một cái đường link nào hết, nhưng mà trước mắt là mình hiện tại là vẫn đang ở trên cái đường link này thì mình muốn hỗ trợ cho những bạn mà kháng nghị cái quảng cáo mà bị từ chối ấy. Thì các bạn làm như nào? Nếu như bạn nào mà không biết tiếng Anh, các bạn có thể chỉ sang tiếng Việt để sử dụng cái mẫu này nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ click vào không chấp thuận quảng cáo. Sau đó các bạn sẽ nhập tên, tên ở đây là cái tên nick Facebook của các bạn á, ví dụ như đây là một cái con vi của mình. Đây thì các bạn sẽ lấy cái tên, ví dụ ở đây là cái nick nhà tên là Tiểu Vi này, các bạn sẽ copy Tiểu Vi các bạn dán vào đây nhá. Các bạn sẽ dán vào đây này. Đó, các bạn sẽ dán là Tiểu Vi. Đấy. Rồi, tiếp theo là số trường hợp á thì lúc lúc trước là mình hướng dẫn các bạn là sẽ nhập số 1 vào nếu như các bạn là xét duyệt quảng cáo nhanh. Còn đây là kháng quảng cáo bị từ chối thì cái số trường hợp này nó sẽ có khi mà cái quảng cáo mà bị vi phạm chính sách ấy, nó bị từ chối ấy, thì nó sẽ có cái số trường hợp. Thì các bạn copy số trường hợp và các bạn dán vào đây. Còn ID quảng cáo thì nó dễ thôi. ID quảng cáo á, là các bạn sẽ mình đã hướng dẫn kỹ lúc trước rồi đấy. Các bạn sẽ lấy ở đây này. Ví dụ mình vào đây nhé. Rồi, các bạn sẽ bấm vào chỉnh sửa một quảng cáo bất kỳ, đúng không ạ? Xong các bạn bấm vào ba chấm, các bạn sao chép vào đây cho mình. Quay trở lại với thằng này, các bạn sẽ dán vào đây, đúng không ạ? Thì cái này các bạn bấm vào không, nếu như các bạn chỉ có một quảng cáo thì các bạn bấm vào không, còn nếu mà các bạn nhiều quảng cáo cần xét duyệt, cần kháng kháng cáo một lần đấy thì các bạn bấm vào có nhá. Rồi ở đây thì các bạn là ghi là vui lòng xét duyệt quảng cáo cho tôi đấy, các thứ lúc này mình đã hướng dẫn chi tiết rồi. Rồi quay trở lại với cái vấn đề đó là xét duyệt quảng cáo Facebook nhanh, mà khi mà những cái đường link này nó đã fit rồi ấy, thì các bạn làm như nào? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ vào cái phần đó là đóng góp ý kiến này. Tiếp theo các bạn chọn chung tay cải thiện Facebook.
Rồi ở đây các bạn chọn sản phẩm nhé. Chọn sản phẩm, mình làm hơi nhanh thì các bạn mình sẽ làm chậm lại. Các bạn chọn sản phẩm. Các bạn sẽ kéo xuống cho mình chọn quảng cáo. Chọn chủ đề. Chủ đề ở đây các bạn sẽ ghi là xem xét và phê duyệt quảng cáo. Chi tiết chủ đề là thời gian xét duyệt quảng cáo vượt quá 24 giờ. Rồi. Cái phần chi tiết này á thì các bạn sẽ ghi là vui lòng xét duyệt quảng cáo cho tôi với ID quảng cáo là, thì các bạn sẽ copy cái ID quảng cáo mà hồi nãy mình hướng dẫn các bạn ấy. Các bạn sao chép đây này. Rồi. Cái phần thêm video hoặc hình ảnh chụp màn hình đề xuất đấy. Đó là cái mà các bạn sẽ chụp cái chiến dịch quảng cáo, cái trạng thái là nó đang đang xét duyệt ở đây này. Đó. Các bạn sẽ chụp cho mình một góc như này thôi cũng được. Sau đó các bạn lưu về máy tính và các bạn tải file vào đây, tải tải file lên đây và các bạn bấm nút gửi. Thì mình đã thử cái cách này và có nhiều cái quảng cáo của mình á trong vòng tầm khoảng 2 đến 4 tiếng là đã thấy xét duyệt rồi. Đó, sau khi cả hết một ngày mà nó không xét duyệt thì mình sử dụng cái cách này. Nó tầm khoảng 2 đến 4 tiếng là nó đã xét duyệt rồi. Có nhiều cam thì mình vừa gửi đi tầm khoảng chưa đến 1 tiếng là nó đã đang hoạt động luôn. Đó. Thì đó là toàn bộ cái cách mà mình hướng dẫn cho các bạn cái việc vấn đề xét duyệt quảng cáo nhanh khi mà những cái đường link kia nó đã fit hết rồi. Đúng không ạ? Ok, nếu như cái nội dung này đã giúp ích được cho các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh. Thứ nhất là để ủng hộ cái kênh mới của mình, thứ hai là để xem thêm những cái nội dung hay, và chắc chắn là cái kênh mới này ấy mình sẽ tập trung vào những cái nội dung về digital marketing, về SEO và rất là nhiều vấn đề hay mà các bạn chưa từng thấy bao giờ ở trên internet. Đó, ok. Một lần nữa thì mình hy vọng là nó sẽ video này sẽ giúp ích được cho các bạn nha. Ok. Chào tất cả mọi người.